Tin chiều mùng 9 tháng 7, BBC phát biểu sau vụ Ronaldo. Tây Ban Nha có cơ hội kéo dài kỷ lục, Roy Keane tin anh sẽ thắng. BBC đã phản hồi những lời chỉ trích về dòng chú thích Cristiano Ronaldo được phát trên màn hình trong trận đấu vòng 16 đội của Bồ Đào Nha với Slovenia tại Euro 2024 tuần trước. Người hâm mộ vô cùng sửng sốt, trong khi huyền thoại Chelsea John Terry gọi đây là sự ô nhục trên mạng xã hội. BBC hiện đã đưa ra tuyên bố về câu chuyện này, khẳng định rằng đó chỉ là một trò đùa nhẹ nhàng. Trong tuyên bố nói rằng, tiêu đề chỉ đơn giản là một cách chơi chữ. Chúng tôi đã làm điều này nhiều lần trước đây trên đồ họa phân tích Match of the Day và tất nhiên chúng tôi không hề có ý xúc phạm Cristiano Ronaldo. Trên thực tế, trong suốt chương trình chúng tôi đã nói nhiều về Ronaldo, bao gồm việc Jose Fonte nhấn mạnh sự tận tâm trong tập luyện của Ronaldo. Ông nói rằng đó là lý do tại sao anh ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất từ trước đến nay. Gary Lineker và Lanciero đã có một bài phân tích dài về cách di chuyển của Ronaldo và ca ngợi điều đó vô cùng tuyệt vời. Sau loạt sút luân lưu, họ đều nhắc đến lòng dũng cảm và sự tự tin của Ronaldo khi bước lên thực hiện quả phạt đền. Không có thời điểm nào các chuyên gia chỉ trích Ronaldo quá mức và xét trong bối cảnh chung của chương trình, giọng điệu của họ luôn thể hiện sự tôn trọng đối với anh ấy. Tuy nhiên, chúng tôi rất biết ơn khi một số người xem không hài lòng với hình ảnh và phản hồi đã được chuyển đến nhóm sản xuất để giúp họ có thêm thông tin cho công việc tiếp theo. Gary Lineker đã khẳng định rằng Jordan Pickford phải bỏ tờ hướng dẫn sử dụng bình nước của mình trong suốt thời gian còn lại của Euro 2024. Thủ môn của đội tuyển Anh đã cản phá được cú đá phạt đền của Manuel Akanji trong loạt luân lưu giành chiến thắng trước Thụy Sĩ ở tứ kết. Sau chiến thắng, người ta phát hiện Pickford có một tờ giấy ghi chú trên bình nước của mình. Tờ giấy có danh sách tất cả các cầu thủ Thụy Sĩ và vị trí họ có nhiều khả năng sút nhất. Tên của Akanji có chữ dưới góc trái bên cạnh, dẫn đến pha cứu thua của Jordan Pickford. Lineker đã gợi ý rằng thủ môn của Everton phải thay đổi chiến thuật. Ông tin rằng các đối thủ trong tương lai có thể sẽ cố gắng xem lén tờ giấy để có thể thay đổi chiến thuật phạt đền. Trong chương trình The Overlap, Roy Keane khẳng định tuyển Anh sẽ lọt vào chung kết Euro 2024. Keane tin rằng đội bóng của Gareth Southgate có đủ khả năng để đánh bại Hà Lan khi cùng Gary Neville, Jill Scott và Ian Wright thảo luận về vận mệnh của tuyển Anh. Keane cho biết Anh đang ở một vị trí tuyệt vời. Vấn đề là việc đạt đến đỉnh cao vào đúng thời điểm, tiếp tục tham gia các trận đấu và có những cầu thủ có thể quyết định trận đấu, ngay cả những quả phạt đền. Những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị ghi bàn. Nếu bạn là cầu thủ của Gareth Southgate, mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp. Ông nói thêm, tôi hy vọng đội tuyển Anh sẽ thắng trận bán kết. Chúng tôi đã xem trận Thổ Nhĩ Kỳ và Hà Lan và tin rằng Anh sẽ đánh bại Hà Lan. Tuy nhiên, để thắng Pháp hoặc Tây Ban Nha, đội phải làm tốt hơn nữa. Keane cũng nhấn mạnh, về mặt cảm xúc, năng lượng đã trở lại với đội tuyển Anh. Southgate rất lạc quan và đó là điều mà một chiến thắng mang lại cho bạn. Trên sóng Sky Sports, huyền thoại Manchester United Roy Keane cho rằng Cristiano Ronaldo nên cân nhắc rút lui khỏi đội tuyển quốc gia. Hành trình của Bồ Đào Nha và Ronaldo tại Euro 2024 đã kết thúc sau thất bại trước tuyển Pháp ở tứ kết. Chân sút 39 tuổi trải qua một giải đấu đáng quên khi không ghi được bàn thắng nào. Keane chia sẻ, Cristiano Ronaldo nên nghỉ ngơi và từ giã màu áo đội tuyển quốc gia. Nếu cậu ấy vẫn chơi cấp độ câu lạc bộ thì hãy xem xét việc trở lại trước thềm World Cup. Ông nhấn mạnh khi những cầu thủ trụ cột không đạt phong độ tốt nhất, bạn đang chơi với 10 người. Ở cấp độ cao nhất không thể châm trước bất kỳ ai. Những đóng góp của Cristiano Ronaldo trận đấu với tuyển Pháp không thực sự ấn tượng. Keane tin rằng việc Ronaldo rời đội tuyển sẽ mở ra cơ hội cho lớp trẻ thể hiện bản thân, giúp đội tuyển Bồ Đào Nha có thêm sức sống và động lực mới cho các giải đấu tương lai. Sau chiến thắng trước đội tuyển Đức tại tứ kết Euro 2024, Tây Ban Nha đã trở thành đội tuyển đầu tiên giành chiến thắng 5 trận tại vòng 1 chung kết Euro, chỉ tính riêng khoảng thời gian thi đấu chính thức và 30 phút hiệp phụ. Thậm chí những nhà vô địch trước cùng lắm họ chỉ có 4 chiến thắng. Riêng Tây Ban Nha đã phá vỡ kỷ lục đó chỉ sau trận tứ kết. Họ đang có cơ hội tiếp tục gia tăng kỷ lục nếu đánh bại Pháp trong 120 phút vào trận bán kết rạng sáng mai. Các cộng viên của La Roja hoàn toàn có quyền mơ mộng đội tuyển của họ sẽ vô địch Euro với thành tích toàn thắng cả 7 trận đấu. Nếu làm được, đó chắc chắn sẽ là kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Euro năm nay đã từng chứng kiến nhiều sai lầm nghiêm trọng mà giờ đây họ lại tiếp tục mắc một sai lầm khác khi để trọng tài từng dĩ líu đến dàn xếp tỷ số Felix Dwyer cầm còi trận bán kết Euro 2024 giữa Hà Lan và Anh. Felix Dwyer từng bị treo còi 6 tháng vào năm 2005 vì nhận hối lộ 300 euro từ đồng nghiệp Robert Hoyder để tham gia dàn xếp tỷ số. Quyết định này của UEFA đã gây ra làn sóng tranh cãi và nhiều người hâm mộ đặt dấu hỏi về việc tại sao một trọng tài với quá khứ như vậy lại được chỉ định cho một trận đấu quan trọng. Thời điểm xảy ra vụ việc, Felix Dwyer là trọng tài biên và đã tham gia vào việc dàn xếp tỷ số một vài trận đấu cùng Hoyer. UEFA đã quyết định kỷ luật nội bộ Dwyer trong 6 tháng. Vụ việc sau đó được phanh phui nhiều năm sau bởi tờ báo Zeit của Đức. Trong khi đó, Robert Hoyer nhận phải án phạt tù 2 năm 5 tháng. Ngoài những breaking news nóng hổi, chúng ta cũng đến với những tin tức khác.
Huấn luyện viên Simone Inzaghi vừa giúp Inter Milan vô địch Serie A với thành tích sớm 5 vòng đấu. Sự xuất sắc của vị chiến lược gia người Ý giúp ông nhận được nhiều sự quan tâm của các đội bóng lớn. Tuy nhiên, De Zerbi mới đây đã thông báo về việc gia hạn hợp đồng thành công với Inzaghi đến tháng 6 năm 2026. Mức lương của ông cũng sẽ tăng lên, được dự đoán rơi vào khoảng 6,5 triệu euro. Ban lãnh đạo đội chủ sân Giuseppe Meazza kỳ vọng rằng ông sẽ giúp câu lạc bộ vô địch Serie A thêm một lần nữa cũng như tiến sâu tại Champions League. Tottenham Hotspur dự định thực hiện cuộc cải tổ đội hình trong mùa hè 2024. Theo thông tin từ Sky Sports, đội bóng thành London sẽ loại bỏ những cầu thủ không còn phù hợp với chiến lược phát triển. Dean Spence và Sergio Reguilon có khả năng cao sẽ rời Tottenham. Trong mùa giải 2023-2024, Spence thi đấu cho Leeds United và Genoa dưới dạng cho mượn. Tương lai của Reguilon vẫn đang bỏ ngỏ trước thêm mùa giải mới 2024-2025, khi anh đã thi đấu cho Manchester United và Brentford mùa trước. Tottenham kỳ vọng thu về một khoản tiền từ việc bán Reguilon. Emerson Royal cũng có thể chia tay đội bóng do chưa khẳng định được vị trí chính thức. AC Milan được cho là quan tâm đến Royal. Trên hàng công, Tottenham sẵn sàng lắng nghe các lời đề nghị hấp dẫn cho Richarlison, cầu thủ đang nhận được sự chú ý từ các đội bóng Ả Rập Xê Út. PM Hoiberg và Brian Gill cũng nằm trong danh sách cầu thủ có thể bị bán trong kỳ chuyển nhượng này. Luke Shaw của Man United đã phải đối mặt với nhiều chấn thương nghiêm trọng trong mùa giải trước, khiến anh bỏ lỡ 16 trận từ tháng 8 đến tháng 11. Sau một thời gian ngắn trở lại, Shaw lại phải ngồi ngoài từ tháng 2 đến hết mùa giải do chấn thương tái phát. Với tiền sử chấn thương của Luke Shaw, Manchester United rất muốn tăng cường các phương án phòng ngự để đảm bảo chiều sâu đội hình. Một trong những mục tiêu của Quỷ Đỏ là Ben Chilwell, người đã gia nhập Chelsea từ Leicester năm 2020 với giá 45 triệu bảng. Chilwell đã có 106 lần ra sân cho The Blue, ghi 9 bàn và cung cấp 12 kiến tạo, và cùng đội bóng giành Champions League và siêu cúp UEFA. Tuy nhiên, anh cũng gặp nhiều vấn đề chấn thương, vắng mặt 35 trận ở mùa giải trước do các vấn đề về gân khuèo và đầu gối, chỉ ra sân 21 lần và đá chính 13 trận. Mặc dù là một sự bổ sung tiềm năng có giá trị, Manchester United cần phải xem xét cẩn thận hồ sơ chấn thương gần đây của Chilwell trước khi đưa ra quyết định chiêu mộ. Juventus mới đây đã công bố chiêu mộ thành công tiền vệ Kefren Thuram từ Nice với giá 20 triệu euro, cộng thêm với 5 triệu euro tiền phụ phí. Mức lương mà Thuram được nhận tại Bianconeri sẽ rơi vào khoảng 2,5 triệu euro một mùa. Kefren Thuram chính là em trai của Marcus Thuram, tiền đạo đang chơi bóng cho Inter Milan và là con trai của huyền thoại Lilian Thuram, người có 5 năm gắn bó với bà đầm già thành Turin từ 2001 đến 2006. Mason Greenwood đã có buổi đàm phán quan trọng với các quan chức Manchester United tại Carrington vào thứ Hai vừa qua. Tuy nhiên, anh không tham gia tập luyện cùng đội trong ngày đầu tiên của đợt tập trung tiền mùa giải. Mặc dù các cáo buộc hiếp dâm và hành hung đã được hủy bỏ từ năm ngoái, Greenwood được thông báo rằng anh không còn nằm trong kế hoạch tương lai của Manchester United. Trong cuộc đua giành chữ ký của Greenwood, Marseille đã vượt qua Lazio, Atletico Madrid và Valencia. Đội bóng Pháp đã tiến hành đàm phán một cách nghiêm túc, đưa ra lời đề nghị trị giá 27 triệu bảng và bao gồm điều khoản chia sẻ lợi nhuận từ việc bán Greenwood sau này. Đây được coi là một thỏa thuận có lợi cho Man United khi hầu hết các câu lạc bộ khác đang cố gắng ép giá Quỷ Đỏ trong thương vụ này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những tin tức thú vị trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúng ta vẫn sẽ đồng hành cùng nhau ở những bản tin sáng trưa chiều mọi ngày. Hy vọng bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức nóng hổi nào trong ngày khi theo dõi kênh. Cảm ơn các bạn và đừng quên nhấn like cho video nhé. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.